Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794, nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị, nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn.